Đi ra. Sao thấy kêu gì nhỉ? Mẹ ăn cốc này. Thôi thầy không em thế. Không cả. Ờ chỉ thế ăn đánh với máu me tung tóe rồi tất cả mọi người. Trời trời. Đó. Nào. Anh em vô ông cứ đi quay này. Phải có người quay ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Này thế thì mà khoảnh khắc đáng nhớ này thì ngày nào lần nào gặp nhau chẳng có. Nhiều. Hôm nay đi mình à? Bột ơi, bột quay, bột từng cái pha tự quay mình nhá. Thương về mẹ luôn đi. Ăn nốt đã. Không phải đuổi tôi sớm thế ông nhá. Để chào anh Việt Anh này. Anh Việt Anh em đảm bảo được hôm nay sắp về rồi. Cả nhà xin chào. Để quay mặt nhá. Đấy là những người đến muộn. Chưa gì bị nó đuổi về. À 1 2 3 như thế thì anh hết rồi. Đấy. Này. Sói. Ở 1:30 về đi làm là vừa. Không phải ăn chứ, về vớ vẩn. Vô duyên. Người ta đang ngăn đuổi về. Có cháo gà nhá. Nồi cháo gà rất ngon.